Dư Thảo, Lê Nguyên xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 103,1 MHz và được phát trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tại địa chỉ tv vn Mời quý thính giả theo dõi chương trình với những nội dung đáng chú ý sau. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Phòng chống tai nạn giao thông, thương tích trẻ em. Đồng hành cùng F0 trong trạng thái bình thường mới. Gò Châu triển khai tiêm mũi 3 vaccine ngừa Covid-19. Tây Ninh những đổi thai qua 10 năm xây dựng nông thôn mới. Giải cứu trẻ em khỏi chiếc điện thoại thông minh. Trong phần tin trong nước và tin thế giới sẽ có những thông tin đáng chú ý. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia làm việc với WHO. Điều tra vụ tiêm vaccine khiến 4 người tử vong ở Thanh Hóa. Cứu sống hai trẻ mắc Covid-19 nguy kịch. Tạo đột phá cho quan hệ Việt Nam Liên bang Nga. Các nước thắt chặt kiểm soát biên giới do biến thể mới. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 11, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức thẩm tra các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách trình kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có bà Nguyễn Đại Thi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Tại cuộc họp, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra 11 nghị quyết và báo cáo, trong đó, ban đánh giá cao tình hình ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021. Mặc dù chịu nhiều tác động của dịch COVID-19, thế nhưng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vẫn đảm bảo đạt trên 95% so với dự toán. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu được thực hiện đạt và dược dự toán. Ban Kinh tế Ngân sách cũng cơ bản thống nhất với dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. Việc xây dựng dự toán đã đảm bảo các nguyên tắc tiêu chuẩn, định mức phân bổ ngân sách và các chế độ hiện hành phù hợp với tình hình thực tế có dự báo khả năng ảnh hưởng của dịch COVID-19 còn kéo dài. Các nội dung thẩm tra còn lại, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo các nghị quyết và báo cáo. Ngày 29 tháng 11, Hội đồng Nhân dân huyện Gòi Dầu tổ chức kỳ họp thứ hai kỳ họp chuyên đề khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự có ông Huỳnh Thanh Phương, bí thư huyện ủy Gòi Dầu. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gò Dầu nhận định, đây là kỳ họp quan trọng nhằm củng cố nhân sự lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện thông qua các chính sách về dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 và việc quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Gò Dầu đến năm 2030 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của toàn huyện trong thời gian tới kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Thanh Hải, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Cẩm Giang giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Còi Châu, nhiệm kỳ 2021-2026. nhằm nâng cao nhận thức kiến thức kỹ năng về phòng chống tai nạn giao thông đuối nước cho trẻ, tạo môi trường an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh đề nghị các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện thị xã thành phố triển khai thực hiện tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 theo kế hoạch trong lĩnh vực giao thông vận tải sở giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông cảng vụ đường thủy nội địa tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông đuối nước trẻ em cho các hộ dân sinh sống trên gian các tuyến đường thủy nội địa Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ, tiếp tục kiểm tra điều chỉnh, bổ sung hợp lý hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, thiết bị an toàn để nâng cao điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Chú trọng kiểm tra xử lý việc tuân thủ các quy định về an toàn kiểm định chất lượng đối với xe cơ giới, chuyên chở trẻ em, xe đưa đón học sinh, phương tiện thủy nội địa chuyên chở hành khách, việc trang bị và mặc áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân khi đi thuyền đò. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giảng dạy, lồng ghép về an toàn giao thông trong trường học, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn giao thông đuối nước cho trẻ em. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca F0 ngày càng tăng. Nhằm chung tay hỗ trợ cùng ngành y tế trong công tác phòng chống dịch, sáng ngày 29 tháng 11, Ủy ban nhân dân phường 3 phối hợp với khối dẫn và đoàn thanh niên phường 3 thành phố Tây Ninh tổ chức ra mắt mô hình đồng hành cùng F0 trong trạng thái bình thường mới việc ra mắt mô hình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm COVID-19, được chăm sóc toàn diện về thể chất tinh thần cũng như vật chất, không để người nhiễm COVID-19 mặc cảm bị kỳ thị. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ và trách nhiệm của người dân và xã hội về phòng chống dịch COVID-19, dịp này, Ủy ban Nhân dân phường 3 cũng ra mắt tổ phản ứng nhanh là những đoàn viên thanh niên và dân quân trong địa phương nhằm hỗ trợ các ca nghi nhiễm COVID-19. Khi tiếp nhận các ca nghi nhiễm, tổ phản ứng nhanh sẽ hỗ trợ hoàn chỉnh hồ sơ cách ly y tế tại nhà, test sàng lọc, mua hàng hóa thiết yếu trong giai đoạn cách ly, khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng thời thăm hỏi hướng dẫn sử dụng các túi thuốc F0 điều trị theo quy định. Thưa quý thính giả, cách đây 10 năm, dùng nông thôn tại Tây Ninh còn nhiều khó khăn, từ cơ sở hạ tầng đến đời sống kinh tế của người dân. Tuy nhiên, từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn và đời sống của người dân Tây Ninh đã thay đổi rõ rệt, góp phần làm khởi sắc của một tỉnh dùng biên giới. Tây Ninh bắt đầu triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giới xuất phát điểm thấp, thực trạng năm 2010 của các xã có những khó khăn chung. Bình quân mỗi xã chỉ đạt 3 tiêu chí, cơ sở hạ tầng thiết yếu của các xã không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, nhất là các tiêu chí về giao thông, trường học, chợ, cơ sở vật chất văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 17 triệu đồng một người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 45%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chỉ đạt 27%. Phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ chưa xử lý tốt chất thải để đạt tiêu chuẩn môi trường. Cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn chiếm 65%, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn chưa được giải quyết triệt để. Sản xuất nông nghiệp phát triển thiếu quy hoạch, chưa ổn định, còn chịu nhiều yếu tố rủi ro, đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục một số khu vực còn khó khăn, nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả không cao điểm nổi bật sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng của tỉnh tây ninh là kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư nâng cấp. Ông Nguyễn Hồng Tài, người dân ấp thành Quới, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu nói: "Thì phải nói rằng từ khi xã Thạnh Đông được xây dựng cái nông thôn mới đến nay thì đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao lên rất là nhiều. Trong đó thì một số cái đường xá rồi là kênh mương rồi các cái công trình công cộng của địa phương phải nói là" rất là xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó thì nó tạo được cái điều kiện thuận lợi của người dân để đi lại trên các tuyến đường mà được xây dựng thông mới thì từ cả những tuyến đường trước đây là xình lầy thì bây giờ đã được nông thông mới đã xây dựng lên các tuyến đường trong đó có bê tông nhựa có bê tông xi măng có rồi sỏi đỏ có thì nó sẽ là cái tiền đề tạo điều kiện để cho cái sự phát triển của cái xã Thành Đông nói chung và của người dân sinh sống trên địa bàn của xã Thành Đông cũng như là cái ấp thần mới này thì phải nói rằng người dân trong ấp thì rất là phấn khởi. À, sau khi thành công mà xây dựng được cái nông thôn mới thì người dân rất là vui mừng, nói chung mọi cái sự đóng góp để ủng hộ chúng ta xây dựng cái nông thôn mới thì người dân rất là đồng tình ủng hộ. Theo kế hoạch đến cuối năm 2021, tỉnh Tây Ninh có 55 trên 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 10 và giờ đây nhiều địa phương cấp xã đang hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Ông Phạm Vũ Tùng, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Đông, huyện Tân Châu cho biết: Chúng tôi rất quan tâm đặc biệt cái công tác xây dựng nông thôn mới để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao thì chúng tôi đã bàn và thống nhất cũng như sự đồng thuận của nhân dân rất là cao quyết tâm là về đích nông thôn mới nâng cao là 2021 chỉ tiêu cũng như tiêu chí nông thôn mới Ngoài ra thì cái nhu cầu của phát triển kinh tế xã hội của đưa, của địa phương đó thì từ ngày mà chúng tôi thực hiện nông thôn mới đạt thì đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thì ngày được nâng lên. Ông Võ Văn Khởi, trưởng ban dân dân huyện Nguyễn Dương Minh Châu, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dương Minh Châu nói: Thông qua cái mô hình sáng xanh sạch đẹp thì chúng tôi còn phát động thêm đó là gắn với cái an ninh nông thôn. Tại vì qua cái ánh sáng ở nông thôn á sẽ giúp cho người dân đi lại dễ dàng đảm bảo được giao thông. À, đồng thời á, là giải tỏa được các cái điểm đen à, ảnh hưởng đến cái tệ nạn xã hội à, người dân rất là đồng tình nên đã ủng hộ. Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh cho biết: Chúng ta thấy rằng là cứ xây dựng được cái xã nông thôn mới thì trước hết là cái hạ tầng giao thông là phát triển tốt, rồi người dân thì đi lại làm ăn rất là thuận lợi, giá bất động sản thì tăng lên, rồi đi kèm với nó là chúng ta phải thống điện rồi kinh mương thủy lợi làm cho cái sản xuất của người dân nó được thuận lợi thu nhập từ đó mà có xu hướng là tăng lên làm cho bộ mặt nông thôn được đổi mới thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái điểm sáng và để làm được cái hạ tầng nông thôn tốt như vậy thì trước hết là chúng ta phải thấy rằng là cái nguồn ngân sách nhà nước là bố trí hàng năm là chủ yếu Song song với đó thì người dân cũng đồng tình ủng hộ bằng đóng góp bằng tiền, bằng ngày công lao động, rồi hiến đất làm đường, rồi tự động di rời hàng rào, rồi cây trái qua màu để mà giao cái mặt bằng cho chính quyền thi công, rồi các doanh nghiệp cũng ủng hộ. Thì từ tất cả những cái nguồn lực như vậy nên chúng ta đã tạo ra một cái sự chuyển biến rõ nét trong những cái xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Giờ đây, diện mạo nông thôn của Tây Ninh, một tỉnh dùng biên giới đã khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Tây Ninh có 278 trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, xây dựng mới và nâng cấp 36 trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã, 255 nhà văn hóa đạt chuẩn, cải tạo nâng cấp 15 chợ nông thôn. Các xã đảm bảo cung cấp dịch vụ bưu chính diễn thông, có phủ sóng hoặc mạng để truy cập Internet cho người dân khu vực nông thôn. Toàn tỉnh có trên 98% gia đình đăng ký gia đình chân quá và 100% cơ sở tôn giáo đăng ký cơ sở tín ngưỡng tôn giáo dân mình. Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh phát trên tần số 103.1 MHz. Thưa quý vị trong hai ngày 29 và 30 tháng 11. Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ hội thẩm nhân dân năm 2021. Có trên 280 vị hội thẩm nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện tham gia tập huấn tại các điểm cầu. Tại điểm cầu Hà Nội, các giảng viên đến từ Học viện Tòa án thuộc Tòa án Nhân dân tối cao đã cung cấp cho các vị hội thẩm nhân dân một số kỹ năng kiến thức cần thiết như kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự của thẩm phán và hội thẩm, kỹ năng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, hướng dẫn một số chứng mắc về thủ lý giải quyết các loại án dân sự. Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận và giải đáp thắc mắc của các vị hội thẩm. Thông qua hội nghị, các vị hội thẩm nhân dân thuộc tòa án nhân dân hai cấp sẽ có thêm những kinh nghiệm phù hợp với thực tiễn, các kiến thức pháp luật cần thiết phục vụ công tác chuyên môn, góp phần cùng với tòa án hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 29 và 30 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Cò Dầu triển khai tiêm mũi 3 vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi, ưu tiên theo thứ tự thời gian, từ tiêm xa nhất đến tiêm gần nhất. Trung tâm Y tế huyện Cò Dầu đã bố trí 14 điểm tiêm cố định để tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân, gồm Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện, Trung tâm Y tế Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trường tiểu học đá hàng xã Hiệp Thạnh, trường tiểu học Bầu Đồn xã Bầu Đồn và chính trên 9 trạm y tế các xã thị trấn. Theo kế hoạch, quyện Gò Dầu sẽ triển khai tiêm 6.630 liều vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho thành viên ban chỉ đạo, ban chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết điều tra dịch tễ, tổ COVID cộng đồng, tổ y tế lưu động, tình nguyện viên, phóng viên người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế, các cơ quan ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng quân đội, công an. Trong năm 2021, Hội khuyến học thành phố Tây Ninh phối hợp với các tổ chức các cơ quan trương trị đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời tiến tới xây dựng xã hội học tập. Theo đó, năm 2021, thành phố đã dẫn động quỹ khuyến học khuyến tài được hơn 6 tỷ đồng, qua đó đã trao học bổng và tặng hơn 12.400 xuất quà cho học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Trao học bổng Trần Thị Xanh, học bổng tiếp sức đến trường cho gần 170 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 65 triệu đồng, xây tặng một căn nhà khăn quàng đỏ trị giá 70 triệu đồng. Thực hiện chương trình sống và máy tính cho em, thành phố đã dẫn động trao tặng 85 máy tính cho học sinh trị giá 310 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội khuyến học thành phố phát động phong trào nuôi heo đất để trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, qua đó đã nuôi được 620 con heo đất trị giá gần 190 triệu đồng. Duy trì thực hiện mô hình tổ bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học, hàng tháng hỗ trợ cho các em học sinh nghèo mỗi suất từ 200 đến 300 ngàn đồng và 10 kg gạo với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập. Thưa quý thính giả, hiện nay điện thoại thông minh như một người bạn thân thiết trong cuộc sống của mỗi chúng ta, đặc biệt là trong khoảng thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra, điện thoại trở thành một công cụ lợi hại để người lớn có thể dỗ dành các bé nhỏ khi đang quấy khóc. Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ đang mãi mê với chiếc điện thoại ở bất kỳ đâu, thậm chí còn không nghe tiếng gọi của cha mẹ khi đến giờ ăn cơm hoặc đi ngủ, nhiều bậc phụ huynh còn tự hào khoe rằng con mình rất thông minh, biết sử dụng điện thoại thanh thạo mà không cần ai chỉ dạy. Nhưng chính những chiếc điện thoại này lại đang tác động không tốt cho con của họ từng giây từng phút trôi qua. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhấn mạnh rằng bức xạ điện thoại di động có thể gây ra ung thư cho con cười. Điều đáng nói là trẻ em có khả năng hấp thụ hơn 60% bức xạ đó vào não hơn cả người lớn. Bộ não của trẻ nhỏ có hộp sọ mỏng hơn, điều này ảnh hưởng tới lượng bức xạ được hấp thụ khiến cho chúng dễ bị tổn hại hơn so với người lớn. Với trẻ em, thiếu niên sử dụng điện thoại di động từ khi còn nhỏ, nguy cơ mắc ung thư não sẽ cao hơn khoảng 4 đến 5 lần so với những đứa trẻ không sử dụng. Bên cạnh đó, tình trạng cận thị hay cắt tật dễ mắc cũng tăng cao ở trẻ em. Không những thế, việc sử dụng điện thoại nhiều sẽ làm tăng nguy cơ béo phì do trẻ lười vận động. Đặc biệt trên môi trường không gian mạng, trẻ nhỏ dễ bị hấp dẫn bởi những trang web bạo lực, phản khoa học, phản xã hội hoặc các trang mạng xã hội nếu không có sự hướng dẫn phù hợp của người lớn, từ đó ảnh hưởng xấu đến tâm lý và phát triển nhân cách ở trẻ. Không chỉ ảnh hưởng về mặt sức khỏe, mà việc sử dụng điện thoại quá nhiều, trẻ còn bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Thác sĩ tâm lý Nguyễn Thiện Mỹ Tâm, giảng viên trường cao đẳng sư phạm Tây Ninh cho biết việc tiếp xúc quá nhiều với điện thoại thông minh sẽ gây ra một số ảnh hưởng về mặt tâm lý đối với trẻ, ví dụ như là trẻ thiếu tập trung chú ý cho hoạt động học tập hoặc là những cái hoạt động tích cực khác. À, rồi tư duy trẻ thì kém phát triển, ví dụ như là trẻ bắt chước mà có những cái bắt chước không chọn lọc, rồi tư duy trẻ là không sáng tạo và nhất là cái việc phát triển ngôn ngữ của trẻ thì đối với những trẻ mà đang trong giai đoạn phát triển cái ngôn ngữ, phát triển ngôn ngữ nói, những cái trẻ này hình như là chậm cái phát triển về khả năng nói, những cái mối quan hệ tương tác trong gia đình À, cũng bị mờ nhạt đi khi mà trẻ tham gia quá nhiều vào vào những cái thiết bị điện tử thông minh thì trẻ là mất tương tác với những cái người thân trong gia đình. À... Sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều còn làm cho trẻ dễ bị kích động hơn, dễ cấu bẩn, căng thẳng, hoặc nặng hơn là dẫn đến tự kỷ. Thậm chí khi bị lấy lại điện thoại, chúng sẽ trở nên nổi giận, khóc lóc và giận dỗi cha mẹ. Cuộc sống hối hả đã cuốn những bậc phụ huynh vào dòng xoáy của công việc quỹ thời gian ít ỏi nên nhiều người không còn cách nào khác đành phải giao phó con em mình cho chiếc điện thoại thông minh. Vậy thì phụ huynh có đang quá lạm dụng điện thoại để giảm bớt trách nhiệm với con cái hay không? Chia sẻ với chúng tôi, anh BNH là tên viết tắt, hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh, cho biết. Thật ra tôi cũng biết việc cho con tiếp xúc với điện thoại thông minh sớm và quá nhiều là không tốt. Nhưng mà đôi khi quá bận rộn với công việc nên tôi sẽ mở phim một hình các chương trình thiếu nhi cho bé coi thì bé lại ngoan ngoãn không quấy khó khóc nhưng mà trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc để chăm sóc và dành thời gian cho con nhiều hơn để tránh sức khỏe của con bị ảnh hưởng khi tiếp xúc nhiều với điện thoại thông minh lần đầu tiên vào năm 2019, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phát văn bản chỉ dẫn về việc nên cho trẻ dưới 5 tuổi tiếp xúc với thiết bị màn hình trong bao lâu để không ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Theo đó, trẻ dưới 5 tuổi không nên tiếp xúc màn hình các thiết bị điện tử hơn 1 giờ mỗi ngày và càng ít tiếp xúc càng tốt. Trong khi đó, với trẻ dưới 1 tuổi, việc tiếp xúc này nên cấm tuyệt đối. Thiết nghĩ, phụ huynh đừng nên bỏ quên thời gian của con mình bằng chiếc điện thoại thông minh mà điều quan trọng nhất đó là cha mẹ cần dành thời gian quan tâm, tương tác, chăm sóc cho con nhiều hơn, xây dựng sự thân thiết, tinh kệ với trẻ. Các bé đang trong quá trình phát triển nên hay bắt chước những lời nói, hành động của người lớn. Cha mẹ hãy nên là tấm gương sáng cho trẻ noi theo và học hỏi. Trao đổi về vấn đề này, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thiện Mỹ Tâm, giảng viên trường Cao đẳng sư phạm tây ninh chia sẻ là muốn cho trẻ tham gia vào những cái thiết bị thông minh đó dĩ nhiên là chúng ta không cấm đón trẻ nhưng mà chúng ta cũng phải làm gương cho trẻ có nghĩa là quý vị phụ huynh làm sao mà quản lý được cái thời gian và nội dung khi sử dụng internet đối với bản thân mình trước đã rồi sau đó mới là định hướng cho trẻ về mặt thời gian về mặt nội dung để mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị thông minh có hiệu quả và không ảnh hưởng đến tâm lý của con em mình khi mà trẻ đã đam mê rồi trẻ đã uh, xa đà vào cái việc chơi uh, trên cái thiết bị điện tử đó thì chúng ta phải kiên trì thuyết phục trẻ uh, như thế nào đó chúng ta đừng có làm căng quá mà đừng có cấm đoán bởi vì khi cấm đoán khi chúng ta căng thẳng với trẻ thì nó sẽ có tác dụng ngược lại do vậy mà chúng ta phải kiên trì thuyết phục đối với trẻ phụ huynh nên đồng hành cùng con để tìm hiểu, lập thời gian biểu để quản lý thời gian sử dụng điện thoại thông minh cho các bé, bổ sung thêm các hoạt động lành mạnh cho các bé như đọc sách, tập thể dục, đi công viên, tham gia các lớp kỹ năng múa, hát, bơi lội, dân chân để thay cho việc sử dụng điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh sẽ không gây hại nếu chúng ta sử dụng chúng đúng mục đích, đúng cách. Người lớn đừng nên làm dùng điện thoại thông minh quá mức mà hãy có trách nhiệm với con trẻ hãy là những bậc phụ huynh thông thái để đồng hành cho sự phát triển của trẻ trong tương lai tốt hơn. Quý tín giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Vừa rồi là những thông tin thời sự trong tỉnh. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả theo dõi những thông tin thời sự trong nước và thế giới. Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva và có buổi làm việc với Tổng giám đốc WHO Teros Adhanom Yere Yesud. Nhân dịp này, Chủ tịch nước tuyên bố Việt Nam sẽ đóng góp tự nguyện thêm 500.000 đô la Mỹ cho COVAX, nâng tổng mức đóng góp tự nguyện của Việt Nam cho COVAX lên 1 triệu đô la Mỹ. Đề nghị chương trình COVAX tiếp tục phân bổ và điều chuyển vaccine tới Việt Nam càng nhanh và càng nhiều càng tốt ưu tiên vaccine cho trẻ em. Mong muốn các đối tác tích cực ủng hộ để Việt Nam trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine mRNA là nơi sản xuất vaccine cho khu vực Tây Thái Bình Dương. Đề nghị WHO hỗ trợ kỹ thuật cho vaccine Nanocovax của Việt Nam được tham gia chương trình thử nghiệm lâm sàng toàn cầu của WHO. Tổng giám đốc WHO bày tỏ ấn tượng trước những quyết tâm nỗ lực cho thành quả của Việt Nam trong phòng chống đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội là bài học kinh nghiệm quý báu cho cộng đồng quốc tế. Giám đốc Liên Minh Toàn cầu về vắc và tiêm chủng Seth Bentley, nhà giám đốc điều hành chương trình Covax, Andrea Nguyen khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ, cung cấp vaccine nhiều nhất, nhanh nhất có thể. Tổng giám đốc WHO ủng hộ ý tưởng biến Việt Nam thành trung tâm khu vực về sản xuất vaccine, sẽ trao đổi với bộ phận kỹ thuật về khả năng đưa vaccine do Việt Nam sản xuất tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của WHO nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước sẵn sàng có thông điệp nhân ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh vào ngày 27 tháng 12 năm nay theo sáng kiến của Việt Nam, ủng hộ đề nghị của Chủ tịch nước về việc tạo cơ hội để có thêm người Việt Nam làm việc tại WHO. Văn phòng chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng về sự cố sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Thanh Hóa, khiến đến nay đã có 4 người tử vong. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm phòng vaccine COVID-19, nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện bảo quản vaccine phòng COVID-19 đúng quy định không phân bổ vaccine cho các địa phương không đảm bảo điều kiện bảo quản, chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an toàn khoa học hiệu quả trên cả nước. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bộ Y tế và các bộ cơ quan liên quan hỗ trợ thỏa đáng, động viên, chia sẻ kịp thời những gia đình có người thân tử vong sau tiêm tại địa phương. Sáng ngày 29 tháng 11, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong việc giao khu đất vàng địa chỉ 812 Lê Duẩn quận 1. Phiên tòa phúc thẩm mở để xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các bị cáo người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng kháng nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm 2020 xác định các bị cáo có hành vi gây thiệt hại thất thoát lãng phí cho nhà nước 252 tỷ đồng thông qua việc thực hiện dự án của khu đất 812 Lê Chuẩn Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thành Tài thời điểm trên là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký nhiều văn bản trái luật chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều hành vi phạm tội liên quan đến việc giao đất sai quy định, tạo điều kiện giúp bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, giám đốc công ty Hoa Tháng 5, tham gia thực hiện dự án. Tòa tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù, Lê Thị Thanh Thúy 5 năm tù, Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm tù, Nguyễn Hoài Nam, nguyên bí thư quận Quỹ quận 2 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Sau bản án sơ thẩm, bốn bị cáo trong đó có bị cáo Nguyễn Thành Tài kháng cáo xin xem xét lại mức án. Tại phiên xử phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên kháng cáo, phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 1 tháng 12. Ngày 29 tháng 11, bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu chữa trị thành công hai bệnh nhi mắc Covid-19 trong tình trạng rất nặng, phải sử dụng kỹ thuật ECMO, tuần hoàn ngoài cơ thể để hỗ trợ tích cực. Hiện cả hai bé đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe. Bệnh nhi thứ nhất là bé trai 9 tuổi, thể trạng béo phì nhập viện ngày 6 tháng 11. Trong tình trạng khó thở, các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 đánh giá tình trạng nguy kịch của bệnh nhân. Lập tức hỗ trợ hô hấp thiết lập đường truyền, đồng thời xét nghiệm PCR xác định bệnh nhi mắc COVID-19. Sau 3 ngày nhập viện, tình trạng bệnh của bé ngày càng nặng và nguy hiểm tới tính mạng. Các bác sĩ đã áp dụng phương pháp ECMO cho bé trai. Cùng thời điểm, bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận ca bệnh là bé gái 14 tuổi, nặng 62 kg mắc COVID, được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng tím tái, thở qua nội khí quản, SpO2 dao động 60 đến 70%, trụy tim mạch. Nữ bệnh nhi cũng được áp dụng kỹ thuật ECMO để hỗ trợ tích cực. Đến ngày 29 tháng 11, sức khỏe của cả hai bệnh nhi được cải thiện sau thời gian điều trị. Bé trai vừa được xuất viện, còn bé gái đã ngưng chạy ECMO, đang hồi phục sức khỏe chờ ra viện. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 chuyến thăm thể hiện quyết tâm trong tạo động lực và đột phá mới trong quan hệ của hai nước. Hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã và vẫn đang tiếp tục được chú trọng bất chấp bối cảnh đại dịch Covid-19. Trong suốt 71 năm qua, Việt Nam và Liên bang Nga đã chứng kiến những thành quả tốt đẹp trong quan hệ ngoại giao, 20 năm đối tác chiến lược và 10 năm đối tác chiến lược toàn diện. Bên cạnh hợp tác về dầu khí và an ninh quốc phòng vốn là điểm sáng, hợp tác thương mại đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, năm 2010, kim ngạch thương mại hai nước đạt 5,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,2%, dự kiến trong cả năm 2021 đạt khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 14%. Trên nền tảng này, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cho là sẽ mở ra những hướng đi mới trong hợp tác giữa Việt Nam và Nga. Ngoài ra, hợp tác trong việc triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 cùng việc phục hồi hậu đại dịch cũng sẽ được hai nước ưu tiên từ tầm cao của mối quan hệ truyền thống tin cậy và đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ góp phần tạo động lực đột phá mới, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định và cùng phát triển thịnh vượng của khu vực và trên thế giới. Sau khi các ca mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên Omicron Liên tục xuất hiện trong những ngày qua, nhiều nước đang tiếp tục thắt chặt các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể này. Chính quyền tỉnh Ontario của Canada hôm 28 tháng 11 đã xác nhận hai trường hợp nhiễm biến thể Omicron ở thủ đô Ottawa là những người mới đây đã có chuyến đi tới Nigeria. Trong khi đó, Bộ Y tế Pháp thông báo 8 ca nghi nhiễm biến thể mới này song vẫn đang xác nhận. Trước sự lây lan đáng lo ngại của biến thể Omicron, Ả Rập Xê Út ngày 28 tháng 11 đã đưa thêm 7 quốc gia châu Phi vào danh sách tạm dừng tất cả chuyến bay đến và đi. Theo đó, người nước ngoài sẽ bị từ chối nhập cảnh nếu đã đến bất kỳ nước nào trong tổng số 14 quốc gia thuộc danh sách cấm nói trên trong vòng 14 ngày. Nhật Bản sáng ngày 29 tháng 11 cho biết cũng đang cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp kiểm soát biên giới. Còn Mỹ đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với các du khách đến từ 8 quốc gia Nam Phi. Trong khi đó, sáng ngày 29 tháng 11, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết chưa thể xác định chính xác biến thể mới Omicron có dễ lây truyền hơn so với các biến thể khác hoặc có khiến bệnh nặng hơn hay không. Tuyên bố của WHO nêu rõ, dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ số ca nhập viện ở Nam Phi gia tăng, nhưng điều này có thể là do số người nhiễm bệnh tăng không phải là do nhiễm riêng biến thể omicron who cho biết chưa có thông tin nào cho thấy các triệu chứng nhiễm omicron khác với các loại biến thể khác tuy nhiên who nhắc lại rằng có những chứng cứ sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm biến thể này có thể cao hơn cũng theo who các xét nghiệm pcr tiếp tục phát hiện được biến thể omicron trong khi đó, tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ cảnh báo biến thể Omicron rất dễ lây nhiễm và có thể lách bất cứ hệ miễn dịch nào đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 hoặc đã từng mắc COVID-19 trước đó. Tiến sĩ Anthony Fauci, diện trưởng diện các bệnh dị ứng và truyền nhiễm quốc gia Mỹ nói, chúng ta chắc chắn chưa thể xóa bỏ hết ngay virus theo kiểu không còn một ca bệnh nào trong nước như bệnh bại liệt và sởi tuy nhiên chúng ta vẫn có thể kiểm soát ở một mức độ nào đó để nó không ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày cũng như tác động lớn đến xã hội. Và để làm được điều đó, chúng ta cần có độ bao phủ vaccine lớn và tiêm tăng cường. Trước đó, về các phát đã xác định, biến thể omicron là biến thể đáng lo ngại bên cạnh các biến thể delta, alpha, beta và gamma. Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây xin được khép lại. Chương trình do Minh Thư biên tập, các phát thanh viên Lê Nguyên Như Thảo, kỹ thuật viên Quang Điện thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.